Trà xanh dùng bản thân hất nước bẩn lên Tô Uyển Uyển. Sau khi bị vạch trần lại đâm sau lưng bạn mình. Nhưng cô ta không ngờ Tô Uyển Uyển đã thu âm toàn bộ lời cô ta nói xấu bạn của mình và gửi cho Lưu Uy nghe. Sau khi làm xong tất cả, Tô Uyển Uyển im lặng chờ vở kịch sắp bắt đầu. Tô Dính Dính lo sợ hình ảnh vô hại mà cô cố gắng xây dựng bị phá. Cô hồi hộp như con kiến trên chảo nóng. Thấy Lưu Uy xuất hiện, đôi mắt cô sáng lên. Lưu Uy, sao cậu tới trễ thế? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Chẳng biết chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa. Rõ ràng chị ấy đã đồng ý xin lỗi giúp chúng ta mà. Kết quả thật đáng giận. Nhưng Lưu Uy dường như cúi đầu bỏ đi luôn khiến Tô Dĩnh Dĩnh khó hiểu. Cậu ấy bị làm sao thế? Với tính cách trước kia của Lưu Uy, nghe cô nói thế này, chắc chắn đã tức giận đi tìm Tô Uyển Uyển gây sự rồi. Sao hôm nay im lặng đến thế? Tô Dĩnh Dĩnh vội vàng đuổi theo, giả vờ quan tâm Lưu Uy. Cậu sao thế? Có phải không khỏe không? Nếu mệt thì nói với thầy cô về lớp chút đi. Tôi sẽ lên xin lỗi thay cho cậu. Lưu Uy suýt cười thành tiếng. Khi nghe thấy câu này, xin lỗi thay tôi sao? Chắc là sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của tôi chứ gì. Trước kia mình mù quáng thật đấy. Ngốc nghếch để người ta lợi dụng. Tô Dĩnh Dĩnh, chúng ta có phải bạn thân nhất không? Đúng rồi, chúng ta là bạn tri kỷ mà. Bạn tốt nhất. Vậy cô có biết gia đình tôi phá sản vì cô không? Việc gia đình cô phá sản có liên quan gì đến tôi? Lưu Uy, tôi hiểu gia đình cô gặp chuyện. Tâm trạng của cô chắc chắn rất tệ. Tôi cũng nói rồi, sau kỳ thi sẽ đi xin anh trai tôi giúp đỡ cậu mà. Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà cô giận tôi sao? Thật thất vọng về cậu quá đi. Tô Dĩnh Dĩnh, không lẽ cô nghĩ Lưu gia của chúng tôi phá sản là do anh trai cô gây ra? Dù gia đình tôi không giàu có bằng Tô gia, nhưng nền tảng gia đình tôi khá vững chắc. Không phải nhà tôi muốn là có thể phá sản được đâu. Để bênh vực Tô Uyển Uyển, kẻ nhắm vào gia đình tôi còn kinh khủng và quyền lực hơn. Có thể nói thế lực hàng đầu. Sắc mặt Tô Dĩnh Dĩnh thay đổi, cực kỳ tức giận nhưng rất nhanh lại vờ cười như không có gì xảy ra. Trước khi cô kịp lên tiếng, lời nói của Lưu Uy như mũi dao đâm thẳng vào cô. Hơn nữa, cô thật đáng thương và đáng cười. Cô vẫn tự xưng là con cưng của nhà, là bảo bối cơ mà. Nhưng vậy mà sao tôi thấy anh trai cô đứng cạnh Tô Uyển Uyển? Không chỉ anh cả của cô mà cả anh sáu của cô nữa. Ngay cả con trai lớn của Quân gia cũng tốt với cô thật đáng thương. Uyển Uyển người không làm gì cũng được hưởng nhiều hơn cô. Tô Dĩnh Dĩnh bị lời của Lưu Uy chọc giận, đôi mắt đỏ. Thì sao chứ? Gia đình cô phá sản rồi, cô sẽ không còn là công chúa ăn mặc sang chảnh nữa đâu. Nhưng dù tôi không có anh cả và anh sáu, thì tôi vẫn còn anh hai, anh ba, anh tư, anh năm. Tôi vẫn là ngọc quý trên tay của gia tộc Tô. Ngọc quý trên tay ư? Tô Dĩnh Dĩnh à, vì tình bạn cũ đồng môn, tôi có lời khuyên cho cô. Cô không thể đánh bại Tô Uyển Uyển được đâu. Những gì cô say mê bây giờ, người ta đã vứt bỏ từ lâu rồi. Cô dùng cái gì để đấu với cô ấy chứ? Lúc này giọng hiệu trưởng vang lên. Tiếp theo, mời hai học sinh phạm lỗi lên sân khấu để kiểm điểm và xin lỗi. Lưu Uy quay người, đứng dưới bục giảng. Tôi là Lưu Uy, lớp 12 đi. Trước tiên tôi muốn chân thành xin lỗi. Tô Uyển Uyển, lớp 12 à. Trước đó tôi đã vu khống cô gian lận trong kỳ thi. Đó là do tâm địa ti tiện của tôi. Cô rất ưu tú, mong cô tha thứ cho sự hiểu lầm của tôi. Tô Dĩnh Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. May là cậu ta không nói tôi bảo cậu ta làm. Cho dù anh trai biết tôi hiểu lầm về Tô Uyển Uyển, tôi cũng có thể khóc lóc nói bị Lưu Uy lừa. Tôi tin rằng anh trai cũng sẽ không nghi ngờ gì. Lúc này Lưu Uy đột nhiên quay sang, mỉm cười lạnh lùng. Về việc kiểm điểm và xin lỗi Tô Uyển Uyển, tôi xin dừng lại ở đây. Nhưng trước khi xuống tôi muốn bổ sung thêm điều này. Những người quen biết tôi đều biết, tôi và Tô Dĩnh Dĩnh cùng lớp là bạn thân. Ít nhất theo tôi nghĩ vậy, chúng tôi là những người bạn tốt không thể tách rời. Vì muốn duy trì tình bạn thiêng liêng này, tôi đã làm nhiều chuyện. Trong đó có đứng ra bênh vực và vu khống người khác để bảo vệ bạn của mình. Nhưng không ngờ rằng, đến cuối cùng, tất cả những gì tôi đã làm cho người bạn tốt này, trong mắt cô ấy, chỉ là một cách để tôi leo cao, tiếp cận quyền lực. Nghe Lưu Uy nói thế, Tô Uyển Uyển lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng quắc nhìn lên sân khấu. Chỉ thấy Lưu Uy vặn vẹo cổ tay, một chiếc điện thoại xuất hiện trong tay cô. Lưu Uy nhấn nút và giọng nói của một cô gái vang lên. Vì tôi vừa tìm thấy điểm số cũ của chị tôi ở trường cũ. Nó chỉ là một trường ở thị trấn. Điểm của chị ấy tệ lắm. Ở trường huyện chị ấy cũng chỉ đứng dưới cùng thôi. Với thành tích như vậy, không biết chị ấy thi được bao nhiêu điểm mà vào trường. Vì tôi nói cho cậu biết bí mật này nhé. Chị của tôi chỉ thi được 600 điểm thôi mà vẫn vào lớp anh. Có phải gian lận không ai biết được. Dù sao cảm giác điểm số có vẻ thật sự không ổn. Sao trong một năm lại tiến bộ nhiều đến thế? Chẳng lẽ có ai tiến bộ được rõ rệt như vậy sao? Lưu Uy nhìn xuống đám đông trước mặt, một làn khí lạnh trào dâng trong lòng cô. Những lời này là do camera trong lớp ghi âm. Là lời Tô Dĩnh Dĩnh nói với tôi. Cô ấy luôn dẫn dắt tôi suy nghĩ về việc gian lận. Còn tôi, do ngu xuẩn nên đã phạm sai lầm. Lưu Uy nhìn sang Tô Dĩnh Dĩnh đang hoảng hốt, lạnh lùng liếc một cái. Tôi tiết lộ tất cả với mọi người là để nói rõ cho mọi người biết tôi không phải là kẻ chủ mưu của chuyện này. Tôi có thể chịu phạt, nhưng tôi không thể một mình gánh hết được. Tiếp theo, đồng học Tô Uyển Uyển, tôi mong cô để ý em gái kính yêu này nhiều hơn sau này. Kiểm điểm của tôi đến đây thôi. Cảm ơn mọi người. Khi cô kết thúc bài phát biểu, tiếng xì xào dưới đám đông ngày càng to. Tô Dĩnh Dĩnh tái mét mặt mày. Lưu Uy đi tới bên cạnh, đưa marker dầu cho cô, mỉm cười lạnh lùng. Tô Dĩnh Dĩnh đến lượt cô đấy. Tô Dĩnh Dĩnh giận đến nghiến răng nghiến lợi nhận lấy marker dầu, muốn đắc cô ta một cái, nhưng lại cố nín nhịn. Lưu Uy, cô bị làm sao vậy? Bị ai đó ức hiếp à? Chúng ta là bạn mà. Sao cô có thể vu khống tôi như vậy?
Cô có định lên không đấy? Nếu không lên thì đừng trách tôi phát hết những bản ghi âm còn lại của cô trong điện thoại này nữa nhé. Nghe thế, Tô Dính Dính vội vã bước lên sân khấu. Nhưng ngay khi cô ấy bước lên sân khấu, đột nhiên giày của cô bị trượt, toàn bộ trọng tâm mất, té nhào xuống. Dính Dính, Tô Lãng đứng bên cạnh Tô Uyển Uyển la lên. Không suy nghĩ, chạy ngay tới. Tô Uyển Uyển nhìn cảnh này, chớp chớp mắt. Anh cả anh không qua xem em gái à? Có vẻ bị té khá nặng đấy. Tôi không phải bác sĩ, sang đó cũng chẳng giúp gì được. Hơn nữa thằng Sáu không phải vừa chạy qua sao? Có cậu ấy ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Uyển Uyển, em có bị bắt nạt thường xuyên ở trường không? Anh trai muốn nói chuyện Lưu Uy và em gái vu khống em à? Uyển Uyển xin lỗi, là lỗi của anh trai. Không dạy dỗ tốt Dính Dính, cũng như không bảo vệ tốt em. Không sao đâu anh trai, em không để tâm đâu. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi hiểu nhìn nụ cười an ủi của Tô Uyển Uyển. Chỉ thấy cô đang tự an ủi bản thân, liếm láp vết thương, nhớ lại kiếp trước. Anh không khỏi xót xa. Uyển Uyển, lần này anh trai nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Bất kể em muốn gì, làm gì cũng được, anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Chỉ cần em vui vẻ, an toàn và khỏe mạnh là được rồi. Anh trai, anh khiến em xúc động quá. Tô Uyển Uyển vừa bị lời cảm kích nghiêm túc đột ngột của Tô Hiểu làm choáng váng. Bỗng nghe thấy Quân Lâm xuyên thở dài phía sau. Có vẻ như hôm nay sẽ không thể ôm em được rồi. Anh rất muốn ôm mà. Câu nói vừa dứt, em trai anh ta lao đến ôm chầm lấy anh. Hôm nay tôi mới biết anh yêu tôi như vậy. Giá mà anh nói sớm, tôi sẽ ôm anh mỗi ngày, không để anh buồn. Anh có muốn hôn không? Quân Lâm Xuyên không kịp phòng bị, đã bị hôn mạnh hai cái. Sắc mặt lập tức u ám lại. Tô Uyển Uyển không nhịn được cười lớn. Đột nhiên một bóng dáng hiện ra trước mặt cô. Tô Uyển Uyển, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra từ nhỏ tới lớn tôi no cơm. Bên ngoài xem ra rạng rỡ nhưng thực chất rất thiếu thốn tình cảm, dễ bị lợi dụng. Bây giờ đầu tiên là gia đình phá sản, tiếp đó là nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Dính Dính. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có vẻ như mọi thứ đều rõ ràng hơn. Tô Uyển Uyển, tạm biệt. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.